Big Matthew, Maddy Ziegler, Adu Akek, Sen Jin và Bella Poach. Tôi đố các bạn tìm được điểm chung của những người này là gì đây? Ngầu á? Chưa chắc đã đúng đâu. Thế thì là giàu á? Không hẳn. Cá tính á? Không phải. Các bạn đã đoán được chưa nhỉ? Mấy bạn thấy chưa? Thấy rồi đúng không? Đây chính là ý tưởng cho video số lần này. Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Bo và Gấu. Trong số lần này, hãy cùng bọn mình tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của Hugo, một trong hai mảnh ghép quan trọng của Hugo Boss nhé. À quên, trước khi bắt đầu video, chúng mình bật mí rằng số này sẽ có mini game cho anh em nhé. Tổng giải thưởng lên đến tận 20 triệu lận, thế nên anh em nhớ xem đến cuối video nhá. Yêu! Vào ngày 8 tháng 7 năm 1885, Hugo Ferdinand Boss, đứa con trai út trong một gia đình 5 anh chị em bán nội y tại thị trấn Swabian, Mezingen, Đức, ra đời. Khác với cậu út nhà tài phiệt, Hugo được chỉ định làm người thừa kế sản nghiệp bán đồ lót của gia đình. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Làm chủ chưa được bao lâu thì ông nhận được giấy gọi nhập ngũ. Thời điểm này ông phải tạm gác lại cơ đồ, xách ba lô và lên đường tham gia thế chiến thứ nhất. Năm 1918, chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc. Khi này, Hugo xuất ngũ và quay trở về với tiệm đồ lót của mình tại Mezingen. Được tiếp xúc với thời trang và công việc kinh doanh từ khi còn bé, cộng với khả năng hùng biện, Hugo đã nhanh chóng gây ấn tượng với các ông chủ tiệm may khác. Và vào năm 1924, nhờ sự hỗ trợ từ những người này, ông đã biến tiệm bán nội y của mình trở thành một xí nghiệp may mặc. Lúc này, Hugo Boss chính thức ra đời. Đang vui thì đứt dây đàn. Đùng một cái, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu vào năm 1929 nổ ra. Xí nghiệp Hugo Boss đứng trên bờ vực phá sản. Và để tìm cách trả nợ, Hugo Ferdinand Boss chọn gia nhập vào Đảng Đức Quốc xã. Từ đây, Hugo Boss trở thành sân sau, thầu hết các đơn đặt hàng về phục trang cho quân đội. Chính sự cộng sinh này đã cứu sống nhãn hàng, không những trả xong nợ. Năm 1940, lợi nhuận của công ty đã là 1 triệu đồng mark thay vì chỉ 10.000 mark ở năm 1936. Năm 1945, chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, thắng giải phong cách nhưng Đức Quốc xã vẫn sụp đổ. Hugo Boss chính thức ra đường, kiện tụng nhiều quá nên ông này cũng tỏi luôn. Năm 1948, con rể Eugene Holly được chọn làm người tiếp quản và điều hành công ty. Kể từ đây, Eugene đã đưa Hugo Boss lên một tầm cao mới. Thay vì chỉ bán sơ mi, quân phục và cả áo mưa, hãng bắt đầu đổi hướng sang thiết kế những bộ com lê may sẵn chỉ dành cho nam giới. Sau hơn 10 năm, sản phẩm com lê may sẵn đã phá đảo toàn bộ thị trường, đưa doanh số bán hàng của Hugo Boss lên tới 1,75 triệu đô vào năm 1960. Vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70, ngành công nghiệp thời trang nam giới bắt đầu phát triển mạnh. Đứng trước cơ hội lớn, sau hơn 20 năm trên thương trường, năm 1970, ông quyết định về hưu và để lại sự nghiệp cho hai con trai ông là Jochen và Uchen. Tất nhiên rồi, hai cái đầu thì phải hơn một cái chứ. Jochen và Uchen trở thành lãnh đạo mới của Hugo Boss, tiếp tục góp phần đưa công ty ngày càng phát triển. Không chỉ vậy, để PR bản thân, Hugo Boss dưới thời hai anh em Jochen và Uchen lại được cái cực kỳ hào sảng. Không những làm mấy cái kèo tài trợ cho các giải đua công thức 1, logo của Hugo Boss còn thường xuyên được xuất hiện trên trang phục của các vận động viên, banner và poster quảng cáo của các giải golf và tennis. Nhờ sự xuất hiện bành trướng tại các sự kiện thể thao tầm cỡ, Hugo Boss đã nổi nay lại càng nổi. Doanh thu cứ phải gọi là bùng nổ. Năm 1977, Hugo Boss chính thức được đăng ký thành thương hiệu thời trang quốc tế. Cũng chơi lớn như anh em nhà Holly, đó chính là ứng dụng đầu tư chứng khoán Entredix. Lập tài khoản tại Entredix, các nhà đầu tư vừa được miễn phí giao dịch chứng khoán trọn đời mà lại còn được tinh tinh ngay cho hai lốp. Đã vậy, riêng clip này, các bạn còn có cơ hội tham gia vào mini game với tổng giải thưởng lên tới tận 20 triệu. Thế nên nhớ xem hết clip để biết thể lệ nhá. Yêu! Thành công tiếp nối thành công. Kể từ 1980, thương hiệu này bắt đầu mở rộng cho nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Mỗi phân khúc sẽ tập trung phát triển một dòng sản phẩm chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu đặc trưng của từng phân khúc đó. Chiến lược này đã giúp công ty đạt được mức tăng trưởng cần thiết. Năm 1985, Hugo Boss chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch Frankfurt. Năm 1991, tập đoàn dệt may Nhật Bản Marzotto đã đến và đưa ra giao kèo 165 triệu Mỹ Kim cho 77,5% cổ phần của Hugo Boss. Lời đề nghị này đã chính thức đặt dấu chấm hết cho mô hình kinh doanh gia đình tồn tại suốt nhiều năm. Đây cũng là cột mốc đánh dấu cho giai đoạn đổi chủ của Hugo Boss. Suốt khoảng thời gian từ 1991 cho đến giữa thập niên 2000, cảm giác Hugo Boss cứ na ná giống mẫu. Ngoài chiếc cúp trong lòng người hâm mộ ra thì đá đấm chan nên cơm cháo gì, không có định hướng rõ ràng.
huấn luyện viên thì cứ phải gọi là thay đổi xoanh xoạch, hết Đức rồi đến Nhật, Nhật sang Ý, rồi Ý lại sang Anh. Mãi cho đến tận năm 2005, Hugo Boss mới đổi vận. Nhãn hàng được mua lại bởi một quỹ đầu tư tư nhân của Anh Quốc có tên là Permira. Quỹ này thì đầu tư chủ yếu vào 4 lĩnh vực: công nghệ, tiêu dùng, dịch vụ và chăm sóc sức khỏe. Dưới thời của Permira, công ty đã mở thêm hàng nghìn cửa hàng bán lẻ, giúp Hugo Boss tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn. 80% doanh thu đã chuyển từ bán sỉ sang bán lẻ. Với tham vọng Hugo Boss sẽ biến thành một trong 100 doanh nghiệp thời trang hàng đầu. Sau gần 100 năm hoạt động, để tái cấu trúc thương hiệu, mang thương hiệu tới gần hơn với người tiêu dùng, Hugo Boss giờ đây đã được tách ra thành Hugo và Boss. Về phần Boss thì lúc này hãng được chia ra thành 3 dòng chính. Trong khi Boss Black làm về thời trang nam kinh điển thì Boss Orange thiên về trang phục hàng ngày cho cả nam lẫn nữ. Còn Boss Green thì lại hướng tới các hoạt động thể thao, đặc biệt là dành cho các golfer. Boss đã có rồi, vậy còn Hugo thì sao? Where's Hugo? Về phần Hugo, thương hiệu được tách ra khỏi Hugo Boss để tập trung hướng đến giới trẻ. Những người trẻ trung, năng động, đã thế lại còn cặt téng và đầy phong cách. Kiểu tinh thần YOLO, lúc đi hết mình, lúc về hết hồn. Nếu sản phẩm đặc trưng của Boss là com lê, polo và những bộ suit may đo, thì Hugo chọn thiên hướng smart casual. Thanh lịch nhưng lại vô cùng thoải mái, phù hợp với cuộc sống hàng ngày mà lại nhìn vô cùng sang xịn mịn. Một số sản phẩm có thể kể đến như là áo phông này, áo len, áo sơ mi, blazer, vân vân và mây mây. Thậm chí, để lan tỏa thông điệp mặc đồ thật đẹp, ăn chơi thật vui, Hugo chọn cách gắn liền hình ảnh của mình với nhà công, nhạc sĩ, các sự kiện xoay quanh lễ hội và âm nhạc, đồng thời còn tiếp tục truyền tải chúng bằng nhiều cách thức trên các nền tảng mạng xã hội, từ đó để lại dấu ấn sâu đậm, chinh phục được đông đảo các khách hàng trẻ tuổi, đặc biệt là Gen Z. Tại Việt Nam, sự kiện ra mắt bộ sưu tập thu đông 2022 của Hugo đã được tổ chức tại Sài Gòn Outcast với sự tham gia của các sao V-Beats. Chuỗi sự kiện đặc biệt, quy mô rộng lớn, âm thanh hoành tráng, trình diễn đỉnh cao, sự kiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ, đồng thời truyền tải tinh thần mới của Hugo, khuyến khích mọi người khám phá và thể hiện bản thân mình một cách ấn tượng và chân thực nhất. Để tri ân những người yêu quý học viện Bo và Gấu và cả Hugo, chúng mình sẽ tặng 4 bạn mỗi người 5 triệu để mua hàng tại Hugo nhé. Thể lệ thì easy thôi. Mấy bạn chỉ cần like video này, subscribe kênh và comment dưới phần bình luận của video này. Cơ mà không phải là comment info đâu nhá. Các bạn phải comment số tài khoản Entradex của mình cơ. Lấy cái này thì đơn giản lắm. Mấy bạn chỉ cần vào app Entradex này, bấm vào phần thông tin bản thân bên dưới góc phải màn hình. Số tài khoản nó sẽ hiện ngay ở đầu luôn. Tên của mọi người thì sẽ được quay số vào vít sau. Kẻ thắng thì sẽ được lên hình, còn người thua thì quay vào ô mất lượt nhá. Thế nên chơi mini game đi nhá. Mại dô. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Nếu nội dung này đã mang lại thông tin hữu ích, hãy like và subscribe để bọn mình có động lực làm tiếp nhé. Bye bye.